Mở vô. Có chụp hình không? Sao? Nhìn cái đầu má gì chui ra nữa. Đó, bự quá mà. Ủa mày cái con mà bự này là hồi sáng ha, hồi tối? Con gà má. Đang kỳ ơi. Từ từ có chuyện nó bụp cái nữa à. Chưa đừng đứng đâu. Đụng má cái này nó xảy à. Thấy đây. Anh Châu có chuyện sức con kia nữa bây giờ nè, anh Châu sức con kia nó cắn anh nè. Trời ơi, đụng má sao khó ăn quá vậy, cầm này coi sáng. Ôi, đưa cho nó xảy luôn à. Nó mạnh quá mà nhét không vô. Vô coi cò. Ngồi lấy cái bồng bự đi. Bồng này nó trong cái túi này hơi nhỏ. Con này giống bị hơi khờ rồi nha anh em. Con nó khờ rồi. Con này khờ rồi, con này chắc hồi làm thịt luôn á. Con này khờ rồi. Trời ơi, con bự thì để vô bịch nhỏ, giờ con nhỏ để vô bịch bự. Nãy bỏ bồng đó lộn. Đó, nó quay đầu ra. Con sát hơn. À, tối nay mình với anh Châu đang ở nhà. Mãi điện vô có đi thăm rắn, có dính rắn rồi nha các bạn. Mình với anh Châu chạy vô con rắn bự ha nhỏ quay cho mọi người cùng xem nha. Giờ này thì tối thui rồi. Này cũng tầm 8 giờ tối rồi nha các bạn. Được không Châu, được không? Từ 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 có chuyện tá à. Được em được. Tối mình đi cầu vậy mới đã. Chú hai với lại Mãi đi thăm rắn nha các bạn. Thấy rắn bự quá kêu mình với lại anh Châu chạy vô dòm. Sáng gì mày? Trời ơi, con gì vậy? Con để vô. Hay đi quay cho đàng hoàng đi nè, hết chứ mấy à. Dính lưới rồi bạn ơi. Nãy em đi chích cá. Đi tha đi chích tại. Ủa dạy luôn nè các bạn. Rồi 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 mấy. Ăn sáng quá. Chụp đậu đi. Không có, dính một cục lưới. Lưới rồi chụp đầu nó đi, đụng mẹ nó. Rõ ràng coi. Coi được. Không sao, lấy đi. Thấy à. Chụp đi mãi ơi, chụp đi. Lưới này dễ gì đứt thôi. Ôi giời. Trời ơi. Rồi. Chị mấy à? Chắc con này thằng tí ba ha. Từ từ. Ôi quấn vô đó nè. Ôi con này chắc cũng ngang ngửa con hồi bữa ha. Đó nhỏ à. Nó hơn chút. Chụp cái đầu đi. Trời ơi. Trời đất ơi. Lên. Ừ. Lấy dây đè xuống rồi dẹp đè xuống rồi. Đè xuống ơi. Quay là tấn rồi. Đó đó đó. À nó dính lưới nè nha các bạn. Đè đè xuống bắt lại. Chưa từ từ. Thôi rồi tí từ tí. Từ ra lắm. Này nó chữ mà vô đây. Rồi đâu ở đây. Chữ mà vô đây. Cho nó lấy cái kéo hả? Rồi lấy cái bồng đựng chưa? Nè bồng nữa. Đủ quá lùi nữa không? Chặt đó là chưa rưỡi à. Ừ. Chưa tí chặt nữa nha. Ồ, thảo quá. Dài thòng luôn. Từ từ. Cái này dính đâu hồi trưa vậy nè, em không thăm rồi sáng này nó kiến đu, nãy kiến đu quá trời. Chưa. Ừ. Nên là sao mà không ăn tới cái đường lại lên nó dính mà. Không hay hả? Không hay. Ý là em tưởng đâu cái đồ mới văng qua mà lưới cục nghĩa là làm sao dính. Trời ơi, nó đi là dính chứ gì. Ừ, rồi cái kéo gì đâu. Cái bén ta nè. Đẩy đầu vô. Dùm đầu á. Bành lưới ra văng lại hả? Sáng văng chứ. Văng chứ văng. Thang cái đuôi. Ủa, đuôi trước. Nè, bồng ảnh đưa nè. Từ từ cái rưỡi hơn đó. Chừng nhát vô đi. Thì ngang ngửa đó, ngang ngửa của con bữa đó, bữa mình đó. Trời ơi, sao vô nó ruồn ra nữa. Bỏ lấy gì bỏ cho bao chứ. Như bữa bỏ bao anh thấy mới kỹ đó. Ừ. Thôi nè, cho giao có ký rưỡi ha. Ừ. Điện ngọc chưa? Chưa. Trời ơi, điện nữa. Giờ nữa chạy xuống nữa đi hả, làm sảy nữa hả? Ừ, rồi là mình phải cái kẹp này nữa là chết luôn á. Nãy mình chích cá. Lên đây đi đại coi cô dính không. Sao tự nhiên nói thế nào cũng có à. Ai hồi rốt cuộc hồi trước thấy to rồi cô tưởng đâu chết rồi. Khèo nãy em đi chú hai hai đi mình. Đi mình. Đi mình à, nó đi mình. Khèo cái khèo cái giờ thử coi còn sống hay chết, thấy kiến đùn hà rồi. Khèo cái nó vung mình. Nè cầm thử coi. Cầm đi. Trời ơi, kiến rưỡi ha. Này giờ không biết để cầm mới biết nhưng mà thấy cũng nặng lắm ạ. Quay vô, quay vô, coi đi vô.
Rồi, đi đi, đi tới đi. Đi về. Sáng sửa lưới dần luôn rồi tối lại chạy sao. Lấy cỏ tay đây nè. Con này cũng bự nha các bạn. Cũng là rắn. Con ký mấy rồi nè, cái rắn mày qua đâu rồi? Rắn hữu giờ anh nha các bạn. Đủ mẹ mới dính đang cặt lưới nè, con ký mấy hồi về mở ra giao lưu cho mày coi. Tao đang ngoài ta. Con rắn á, con rắn mới dính thức tỳ đang lưới ra ngoài đồng nè, con khoảng 1,5 kg đó. Rồi, ok đi. Đang mùng 5 hả? Này sợ dướng cái cây nè. Dướng cái cây có cây trên đó. Không sao không sao. Đó, an toàn. Nãy giờ tụi mình nhớ rồi hết chưa? Chưa. Ừ. Không thấy đang nhậu không? Ờ hai thằng đang tạt. Này ban đêm ngang nè. Có lá gì em bỏ bao vô. Ta để sắt gì không sao chứ mà để im á, để. Mấy. Cắt đi, cắt đi. Đi, con lên đây. Đi quay xe đi. Rồi, em lên xe em chạy đi, em chạy trước đi. Đường đồng này mình phải đi bộ ra trước nha các bạn, chứ không có ngồi xe được. Ngồi đường này giống như cưỡi ngựa á. Rồi xích vô chú hai ơi, cho xe qua trước. Rồi chú hai ở trần miết vậy hả? Rồi mũi cắn sao? Chứ nãy giờ con đi lần thấy mũi cắn còn hà nó cắn cái tay nè. Dạ. Ở trong đây thì giống như ở trong rừng nha các bạn, nên ít nhà lắm. Ở đây mình nhìn hồi xa xa đằng kia chắc khoảng chắc cũng cả cây số mới có một cái nhà. Vậy là cái đường này là mới đặt phải không chú, chứ hãm mà đâu có. Mới đặt à. Bên đây có có 12 cua ngục của ai nè, bỏ luôn hư luôn à. Dạ. Chút ra nữa sẵn thăm mấy cái tay kia luôn, đường này cũng có văng mấy tay nè. Về tới nhà rồi nha các bạn. Nặng bụng, nặng. Ôi ơi, hơn 1,5 kg á, ông nội ơi. Thì em nói cũng xem con kia đó. Ừ. Ủa má diễn tả giờ Ngọc khúc khúc mình nè, nướng nè, khúc đầu với khúc đuôi nấu cháo. Trụ mà nó chùi không kịp á. Chùi nó mất tiêu luôn. Chưa kịp nướng gì đó bỏ mất tiêu à. Ừ. Rồi con này 1,6 kg nha các bạn. 1,6 kg con bữa thì lượng 1,8 kg. Nặng hơn con này 200 g. Dễ ăn quá hả? Thôi vậy cũng thành công rồi chú hai ha. Bữa chiều này là thấy như là đủ xã hội rồi. Về tới nhà được rồi. Thì bỏ vô bao này là yên tâm á, như lúc hãm á, chứ còn đổi qua cái bao kia là nó giống như nó ngoái là dễ bị lộn. Khác khác dưới đằng cột ở trên. Bạn tí mấy luôn. Dính này kìa, sao dính vậy? Dính kìa. Đâu có không có đâu. Mình có cái sáu à. Vậy này cái sáu. Châu bà nhậu bà nuôi rồi. Rồi đi bỏ rồi. Dễ gì. Mai đi văn, sáng rồi lên thăm đi rồi hả đi văn. Ừ. Đó rồi em để vô cái bao nữa là yên tâm đó, ba lớp luôn rồi đó. Chứ gì để ngoài là tối im luôn nó dùn. Ok
Tinh ra nó hay quá ha. Cái mỏ đó, nó khoét. Bữa em thấy khoét cái mỏ rồi. Ừ. Sáng mai mình tới lên rừng ha mày. Thăm xong mới lên rừng. Ừ. Trời ơi, tận sáng đi, sáng em ra bờ mía đi đi. Rồi rồi. Rồi. Cắt cái nữa đi cho chắc ăn. Vậy chưa có vậy? Trời ơi, mướp mới ăn đây nay có trái hàng hà nữa rồi. Trời ơi, đang hàng hà luôn nè. Thì ăn hoài không hết được. Nó ra liên tục. Rồi thôi đi hoàn thành. Dính là thịt đâu rồi đâu luôn rồi. Trời ở này á dính chắc hồi tối qua luôn rồi đó, nếu tối qua đi thăm là ok rồi. Dính hôm rồi. Không, qua thăm rồi mà không thấy. Không đủ. Bự. Nướng nữa giờ ngọc, nướng rửa, nấu cháo. Cái con này nó dám, nó biết nấu luôn. Nó đủ quá hôm con giờ con. Dễ ăn không? Dễ ăn không? Để cái đầu chứ. Con nghe cái đầu. Chở con ngọc thảy rồi. Đủ má đem trển treo vô hai lỗ luôn. Kéo đâu. Cột một ngay nè, cái đầu ngay á. Cũng má khúc nhỏ thôi. Nhỏ thôi hư lưới mà. Cũng nhỏ vậy nó quấn tùm luôn rồi, nhỏ vậy. Đưa này đi vô. Đâu, đó cô xiết cái tay. Cũng má xiết cái tay cứng. Đưa đi không? Đi làm. Nghe không? Hay quá mẹ ơi. Đụng má khúc nhỏ dữ vậy ta. Chứ sao, anh la hết đâu mà hết. Mà cái này nó trống rồi thấy không? Nó trống nó mới bò thấy không? Chứ mà dân bịch quá đâu. Rồi này chắc banh tay lưới luôn, cắt banh luôn. Banh luôn rồi. Chứ sao? Mấy kia dân còn. Ủa này dính hồi tối qua luôn nè, bị chốc ngay chỗ lưng đó luôn. Không, nó dính vô nó quằn liền à. Cắt ở trường gấp da nó từ từ. Từ từ đừng nôn, đừng nôn. Nôn nôn. Giờ tới chiều còn lâu mà. Em bắt cái đậu qua phân luôn. Dính luôn quá, quay người tình hình luôn, quay cánh đầu con bị trướng luôn hả? Cái này giờ chưa có chướng đâu, gió này không có chướng đâu. Cởi còn mỏ không? Thằng này chắc cởi hoặc hơn luôn á. Có cái con quỷ ngọc em về kìa. Này chắc cặp nè. Xong rồi nha các bạn. Đây. Con hình nước ơi, con hình nước ơi. Má con này cởi không? Cởi ngọc em về luôn á. Con này bự rồi, nhỏ không? Mãi để cái tay vô anh coi thử, mãi để gần rắn ra mãi đưa cùng tay vô mà. Đôi cùng tay người. 80 nha các bạn, 80 đôi với cùng tay. Má cái bọc mới mua cái bọc trên trong cờ cầm cái cầm rồi đụ má nè cầm mình á buông ra nó dài dữ không cho tấn quay rồi đây tới đất cái đầu là tấn đúng rồi tới đất luôn. Ồ con này dài hơn nữa con kia đó, con mà cỡ ký 8 bữa mình nói đó. Ừ. Mạnh ghê ta, mạnh lắm con này ký 8 lên vô chụp hình tao với con. Mày ở trong anh còn mấy cái lưới nữa mày. Ủa còn mấy cái túi gì nữa? Hết rồi, lát vô bỏ. Vô mua thêm đi, chứ giờ tới chiều nhiều à. Rồi đó, bộ qua văn chưa? Văn rồi chưa thắm. Ấy vô vô cho lát em mới văn. Bộ ngoài chụp hình cho ngoài. Đây. Cầm cái này. Rồi. Đã quá. Quấn cổ vô. Rồi. Ôi giời. Này khỏi quấn cổ đi chụp. Giải. Giải nó cái đuôi. Rồi. Nhỏ gần á. Nè. Gần không thấy đuôi. Quấn lên đây. Quấn cổ cho giống mượn con. Khác nghe, tạo kiểu khác anh Châu, kiểu khác. Ờ à, đó đưa đầu á. Hoa. Le lưỡi với nó hả? Mày giống nó anh. Trời. Rồi. Có ơn má người quá trời ơi, tớ ba nó xí đụng quá nó. Xí cổ tao rồi. Đụng quá. Bỏ vô. Sao mà nó đâu mà nó bự dữ vậy trời. Quá, mỗi lần ăn cái kinh là biết nhiều nói rồi. Nó ư gông như rắn nhỏ đâu. Mày có không? Mày có không? Ông sáng ở xe tròn không có. Sát sát dưới mày ơi. Sát dưới đó nữa. Ông xuống con cũ sửa cái lưới lại phải chỗ lại luôn đi. Hắn sửa lại luôn đi rồi về. Ủa tính rồi mấy nay văn không có luôn hả? Em sáng thăm luôn có xe tròn lưới mà không dính. Gì hả? Chó đông lại ơi. Có mèo gì
giờ đi thăm luôn ha. Là có phải về khu này đâu không, đi về dài đó cái này mà đụng mẹ sao mà chui vô có lợp nào lợp chui vô vô không rồi lợp đụng vô má nó cũng ra à. Nó không có đừng nó không lẽ nó phanh cái chui vô phanh tròn cho mà bắt nó vậy. Con này là con thứ năm rồi nha các bạn. Đó không, mà vô cái lợp mày dày mà vô quá nó ăn chuột đã đụng mẹ cái miệng nghe nó khè nó rút ra ngoài nó rút ra nó cũng rút ra ngoài lưới chạy thôi. Sao nó mạnh quá. Không, vậy làm con chuyện đi, lát em đi bờ mía nữa rồi về thăm luôn. Rồi ok, vậy đi luôn đi, giờ đi bờ mía luôn. Chú về nó vô tính coi coi. Chú Hai mới nó chui ra, chú Hai mới chụp lại nó cắn nó chú Hai nha các bạn. Chảy máu luôn. Nặng ra đi. Ừ. Thì nặng rồi. Đủ mẹ, ăn thịt tao ha, ăn thịt tay tao mày quấn như vậy nè. Quá wow, giận nữa không? Búng đầu nó một cái không anh Châu? Cho đỡ tức. Góp rồi. À, cắn nó luôn. Trời ơi, nhân bắt rắn mà sợ rắn. Mà nó quấn dữ vậy ta, nó quấn tê tay luôn mày. Tính luôn à. Lấy cái đài ra coi. Tính. Đây là chuẩn bị bước tới đây nè. Ừ. Bắn tiếp tiếp nè nha. Quá. Dữ dằn luôn. Con này hồi sáng hay hồi tối anh Châu? Sáng hả? Anh Châu cần thử chưa nó nhiều? Rồi coi, rửa đây coi. Nhiều. Ủa vậy hả? Ủa con này luôn đi. Ủa vậy là con này bự hơn con hổ luôn rồi. Nắm con này luôn đi. Con này cũng hâu rình nè. Rửa luôn đi. Ừ. Nắm rửa luôn đi. Ra ngoài đi, ông đi ra ngoài. Trời ơi, nó ỉa. À nước. Trời ơi, nước phèn hả? Nó ỉa rồi xuống quắc. Rồi. Giờ này anh Châu với mày rảnh đi tắm rắn luôn nha các bạn. Trời ơi. Nóng quá sợ lắm, nó nóng quá. Đụng mẹ nó thuốc quắc nè. Đợi mẹ đi tắm rắn. Quấn nè. Quấn thuốc quắc à. Ừ. Đây. Quá thường hay rắn này quá sợ nó nực. Trời ơi chút. Trời ơi mẹ, trời ơi á. Trời nó quấn cái tay vậy luôn hả? Trời. Hiền ra. Lấy máy tao hình tôi mãi. Chưa. Mày muốn ra coi. Hai tay hai con luôn. Rửa đi. Rớt anh Châu ơi, rớt. Không có rớt, đủ má bà nội nó có rớt. Bớt ừ. Chết luôn. Hai tay hai con mới chịu. Siết mà. Rồi chú Hai giống như bị ám ảnh nãy bị nó cắn vậy, sợ. Sợ hết chú Hai. Ủa. Ơi. Hai tay hai con. Quá wow, đúng rồi, con bên đây quá sức mà. Ừ, 2 ký mấy luôn, dữ luôn. Lấy gần luôn. Con này 2 ký 2 nha mấy bạn. Đó, nè dài nè. Ôi ơi. Quay luôn. Đó. Quay luôn ha. Ừ. Nè, rắn yếu hoài vậy. Để chạy, để chạy. Để cho nó đụ đỉ mẹ nó hết. Đó anh Châu dở lên cao mà nó phết đất luôn nha các bạn. Rồi để xuống đất luôn. Luôn để cho nó ấy luôn. Rồi. Con rắn này ngày hôm qua chắc nó ăn cái gì mà nó bị ế chảy. Mở vô. Có chụp hình không sao? Bự lắm cái bồng lắm. Bỏ con bự vô bồng nè. Nhìn cái bồng vô con bự vô bồng nè. Cái cặp đầu con nó nhỏ luôn. Má gì chui ra nữa. Bự quá mà. Ủa mày cái con mà bự này là hồi sáng ha, hồi tối? Con gà sáng. Má. Đang kỳ ơi. Từ từ có chuyện nó bụp cái nữa à. Chưa đừng đâu. Ừ, má cái này nó xảy à. Thấy đi. Anh Châu có chuyện sức con kia nữa bây giờ nè, anh Châu sức con kia nó cắn anh nè. Trời ơi, đụng má sao khó ăn quá vậy, cầm này coi sáng. Thử mà. Đây. Ôi, đưa cho nó xảy luôn rồi. Thấy à. Nó mạnh quá mà nhét không vô. Vô coi to. Nó lấy cái bồng bự đi. Bồng này nó trong cái túi này hơi nhỏ. Ăn lộn bồng này sát vô mới được. Con này giống bị hơi khờ rồi nha anh em. Con nó khờ. Con này khờ rồi, con này chắc hồi làm thịt luôn á. Con này khờ rồi. Trời ơi, con bự thì để vô bịch nhỏ, giờ con nhỏ để vô bịch bự. Nãy luôn nè. Nãy bỏ cái bồng đó luôn. Bỏ nó quay đầu ra. Con sát xuống. Sát xuống nó không quận nữa. Ừ, nó vậy đi xúc vô. Má ỉa gần gần. Ra luôn. Ra luôn. Ừ, cái lỗ gì cọc nó luôn mà nó ngoái ra luôn nha các bạn. Nè thêm đây lỗ nữa nè, ngoái nữa nè. Ừ. Lỗ này nó ngoái bự rồi nè, ra luôn. Bảo được đây. Phát hiện kịp thời nha các bạn nên bắt lại được.